Đây là có một câu hỏi, có những câu hỏi cũng như hàng ngày con đi khất thực về, nếu lỡ như ăn không hết những phần bánh hay trái cây, con có được giữ qua ngày sao dùng tiếp, vào lúc ăn cơm ngày hôm sau đó, chỉ ngày một bữa không ăn phi thời có được không, hay là phải bỏ? Ở đây ví dụ bây giờ nói như thế này, thay vì cái người mà người ta cúng dường cho mình á, nó vừa đủ đi, nhưng mà ở trong tu viện của mình lại có những người họ lại đem thêm trái cây hoặc bánh trái gì họ cũng gửi cúng dường cho chúng ta, mà nếu mà cái khẩu phần thì chúng ta ngày hôm đó nó vừa đủ chứ không có thừa, nhưng mà vì có người cúng dường á thì cũng lại gọi thêm, không cho không không gọi thêm sao được. Nếu mà mỗi lần đó thì mình tự động mình làm thực phẩm đó thì mình vừa thôi, mình không có làm thêm nhiều, nhưng mà vì có người đã cúng dường cho mình những cái bữa ăn của mình, họ cũng tính nào là có bánh ngọt có gì đủ rồi, nhưng mà hôm nay á, thì lại ở trong chùa lại có một số người Phật tử khác họ lại cúng cho vậy mà của Úc phải đem ra thêm rồi ra thêm. Thật sự ra thì chúng ta có quyền giữ lại nhưng mà phải xa giới, bởi vì nó không có được để đồ ăn lại, mà để đồ ăn lại thì phạm giới, cho nên vì mình tiếc mình không nỡ mình đem cái của Phật tử mà người ta cúng dường bánh tráng vậy mà đem bỏ phí như vậy, thì mình biết là đúng là cái giới luật của Phật là không được để đồ ăn lại, không được để đồ ăn. Nhưng mà mình ăn một ngày đó mà dồn dập như vậy mình ăn sao hết nổi. Cho nên cái cúng dường của Phật tử bây giờ là cái cúng dường phải. Thay vì một cái chùa người ta đi khất thực như vậy rồi thì Phật tử không có nên về thăm chùa, thì mình cứ về thăm và đồng thời đừng có mua nào là nước tương, nào là xì dầu, hoặc là nào là dầu mà ở chùa người ta có nấu nữa đâu, nào là cải ngò bánh mứt đủ loại, ví dụ mà đem về như vậy đó, thì trong cái bữa ăn người ta đã có người cung cấp rồi, mà bây giờ đem thêm ra thì chúng ta thừa rồi, mà bỏ thì phí của đàn na thí chủ mồ hôi nước mắt làm ra chứ đâu phải ít. Cho nên vì cái sai của Phật giáo quá sai là tại vì chúng ta đã quen đi với cái các chùa của Đại Thừa, cho nên Phật tử giờ cứ nghĩ rằng mình đến chùa là mình mua đồ này kia, cái mình đem gạo thóc đồ ăn đồ uống này kia mình cúng dường, thầy nói thật sự là nếu mà tổ chức hãng ngoài mà ba cái gạo mà đem cúng dường đây chắc mốc hết, chắc ẩm hết, chắc ngọt ăn hết chứ không ai mà nấu, bởi vì mình có người cúng dường rồi mà mình cứ nấu như vậy sao được. Trong khi đó nó thật sự ra vì tiếc cho nên cô Út cũng nấu rồi để mà đãi khách. Ở đây thật sự nếu mà có điều kiện mà có khách đâu cần gì đâu, chỉ cần một cú điện thoại là sau đó ở ngoài kia nó sẽ chở vô chúng ta những cái hộp cơm như thế này, mỗi khẩu phần 4-5 ngàn gì đó chứ không gì một cái hộp cơm. Còn cô Duyên Châu cô đặt cho chúng ta là 8 ngàn thì mấy con thấy rằng, nhưng mà cái người làm mà buôn bán họ quá lời. Thay vì cái vấn đề này thật sự ra thầy nói chúng ta ngày hôm đó chúng ta ăn thiếu thì chúng ta ăn thêm cơm một chút không sao hết, mà chúng ta ăn dư chúng ta bỏ chúng ta tiếc, bởi vì chúng ta biết mồ hôi nước mắt làm ra của mà có ăn rất là cực, nếu chúng ta là nông dân chúng ta mới biết là hộp gạo rất là khó, thực phẩm làm ra rất khó, cho nên vì vậy bỏ rất uổng, mà để lại thì chúng ta phạm giới. Nhưng bây giờ biết sao hơn, chúng ta xin khai cái giới đó ra, chúng ta giữ lại, đúng ngày mai chúng ta đem ra ăn hết, mà ngày mai nếu người ta cho ăn đủ nữa thì chắc chắn dư nữa, và như vậy là khai hoài khai riết rồi để bánh trái móc mèo hết, mà nếu không á, thì chúng ta lại ăn cái bánh trái cũ để lại bánh trái mới, nó cứ nối tiếp như vậy mới để được, chứ còn cỡ mà để lại nữa thì chắc không để lại được. Cho nên vì vậy mà thật sự ra thì cái này thì hiện giờ thầy chế cái giới để tạm thời thôi, để sau khi ổn định được hai cái nhà bếp, một cái nhà bếp của Phật tử cúng dường và một cái nhà bếp trong tu viện phải ổn định rồi. Từ đây về sau Phật tử khi mà tổ chức được đi khất thực như vậy rồi, có Phật tử lo rồi, thì nhà bếp chùa không bao giờ còn nổi lửa nổi khói nữa, còn đúng với tinh thần của đạo Phật đi xin bên ngoài mà ăn chứ trong chùa không nổi lửa nữa, nó rất hạnh phúc. Cho nên vì vậy mà cái buổi giao thời nó còn rất khó khăn. Cho nên ở đây câu hỏi của con hỏi thì lúc bây giờ khi mà muốn giữ lại thì các con phải tự khai giới ra, với con xin khai giới đúng ngày mai đúng ngọ con sẽ đem những thực phẩm này ra ăn, chứ con không nợ phí bỏ, không nợ phí bỏ mồ hôi nước mắt của đàn na thí chủ, rồi ngày mai con hãy đem ra con ăn, nếu hết được thì cũng tốt, mà nếu không hết được thì khai giới một lần và cứ như vậy mới được, chứ còn không khéo thì thầy thấy rồi chờ thầy ổn định được, chứ không
không ổn định được thì không được. Về vấn đề sư Pháp Ngộ thì con thấy là cái duyên của con, thật sự ra cái duyên của con nó có cái duyên với những Phật tử, cho nên vì vậy mà nó cứ bị động tâm. Động tâm khi mà được một cái tin hoặc được cái gì đó, hoặc là thấy cái người Phật tử ở Nghệ An, Hà Tĩnh mà đến, Thanh Hóa mà đến thì con lại bị động tâm về vấn đề mà duyên Phật sự của con. Thực ra đúng là phải nỗ lực tu cho mình được, chứ còn không khéo thì mình cũng tu không được. Mà do như vậy đó thì bằng cái sự tư duy quán xét là chính mình, để cố gắng khắc phục, dùng cái tri kiến tìm hiểu những cái điều lợi hoặc là những cái điều hại. Bây giờ phỏng chừng mình có cố gắng mà giúp đỡ Phật tử cũng như nghe những tin này, mà mình có làm được những gì, hơn nữa mình cuộc đời của mình chưa có đủ làm chủ sinh già bệnh chết, thì nó còn xa lắm. Mà nếu mà mình không nỗ lực tu tập thì ai là cứu mình? Cho nên vì vậy con kéo nhắc nhở tâm con theo tác ý, rồi cố gắng ổn định sống độc cư, không tiếp duyên với ai hết, và cứ khắc phục đối phó với tâm niệm của con. Vì tâm niệm của con là từ lâu đến giờ con ở một chỗ một thời gian 3-4 tháng rồi, nó có cái duyên để mà đi chỗ này chỗ kia, bây giờ nó cũng quen như vậy, cho nên khi mà khép chân mình lại thì nó có cái sự thúc đẩy bằng cách này bằng cách khác. Cho nên trước những hoàn cảnh này, muốn để thành tựu được cái tu hành thì mình phải có một cái lý trí, một tư duy suy nghĩ, mình đánh bạc đi những cái tư tưởng đó, những cái hoàn cảnh đó. Và đồng thời con theo thầy thiết nghĩ, con không nên tiếp, con nên tiếp những Phật tử ở các miền đó về đây. Họ đến thì đến, nhưng mà có cái điều khó là khi họ gặp, khi con thấy họ thì nó tâm con nó cũng bất an rồi. Nó muốn tìm hiểu coi sự kiện nó như thế nào, nó xảy ra như thế nào, thôi bình an thôi. Làm như mình có cái trọng trách, có trọng trách với những Phật tử đó, có cái nhiệm vụ đối với Phật tử đó. Hiện giờ thì con dùng cái tri kiến của con mà tư duy quán xét cái đừng vô đầu, để giữ gìn cho con được độc cư và nỗ lực tu hành. Con sẽ làm một cái, viết một cái bài đó cho thầy. Vì định vô lậu buộc lòng phải đẩy lui những cái này, thì con tư duy suy nghĩ như thế nào để khắc phục tâm mình, để áp dụng vào đời sống mình, để mình nỗ lực mình tu hành cho được. Con về con hãy làm cái bài đó. Mà khi mà con làm cái bài đó thông suốt thì con sẽ đã thông được tư tưởng và con sẽ yên ổn tu hành rồi. Là thầy con còn thiếu một bài nữa, thiếu một tờ. Thiếu tờ mà. Dạ, như quả à, như vậy là còn sót ở trên bàn thầy, để thầy tìm lại giúp. Con thấy trong sự tu tập của con hiện nay, sau mỗi lần con nói chuyện nhiều với thầy hoặc cô Út thì về thất rất khi nhiếp tâm, hễ nhiếp tâm vào thân hành là bắt đầu âm thanh, lời nói, hình ảnh lúc tiếp duyên nó phóng ra, hoặc nghe ai nói điều gì trong lúc đi làm việc chung nó cũng phóng ra, làm cho con không an trú tâm vào thân hành được. Dù là 10 bước hoặc là đi 5 bước, 5 lần đưa tay ra vào 1 phút để giảm bớt thêm sự tiếp duyên nói chuyện và nghe lời của người khác, thì con xin thầy cho con những vật tứ sự cần dùng, khi nào con cần con viết giấy xin thầy để con khỏi phải tiếp duyên với cô Út. Giả lại lúc trước ngài thầy chỉ dạy cho chúng con không nên đi khất thực nhận ở hai nơi, nên hôm ấy không ai nhận phần thực phẩm thêm của cô Út để ở trên bàn, nên hôm đó con đến xin tập của cô thì cô có hơi hỏi con về phần này, thì thầy cấm không cho nhận đồ ăn trái cây phải không? Con trả lời thầy dạy chỉ nên đi khất thực một chỗ. Lúc ấy cô nói thầy chống lại tôi, từ nay với thầy không có trái cây mà ăn. Và cô Út lấy ra cho con đến 9 tập giấy, con nói con xin một cuốn. Cô bảo lấy về hết mà sử dụng, từ nay trở đi đừng có hỏi tôi một thứ gì cả. Lúc ấy có một người đứng bên cạnh cô Út, nhưng nếu bây giờ
con đến xin thì làm cho cô út rất khó vì cô đã nói đừng có hỏi và cũng làm trở ngại trong sự tu tập của con dù là một chuyện nhỏ. Dường như con thấy có hôm trong canh rau cần ô người làm có để tỏi và đồ xào, có để hành, xin thầy nói với người đem cơm nhờ người ấy vớt, nói với người làm đừng để những thứ tỏi hành vào trong thực phẩm một lần nữa để cho người làm nhớ. Vì cái phần mà tỏi hành thầy đã nói rồi, đừng có nên bỏ vào trong thực phẩm. Và đồng thời trong cái vấn đề mà cô Út nói chẳng qua là để thử thách thôi, nhưng mà có cái điều kiện là chúng ta phải làm đúng theo cái hạt của chúng ta. Do cái vấn đề mà cô Út nói gì nói, còn cái vấn đề tứ sự, bây giờ về vấn đề tứ sự đây là vấn đề quan trọng. Bởi vì cái đời sống của người tu sĩ là nó phải có những cần thiết như giấy vệ sinh hoặc là tạm bông giặt hoặc là điều này kia. Tất cả những cái tứ sự mà mấy con cần dùng thì mấy con muốn cần dùng một cái gì, hoặc là mấy con bây giờ cần một cái thứ thuốc thang gì khi mà mấy con bị cảm sốt mà mấy con không đẩy lui được, mấy con cần thiết thì mấy con hãy viết giấy đưa cho thầy để thầy biết, hơn là mấy con cứ vào cô Út mà xin cái này lẽ ra thì cô Út hay thầy làm công việc đó là hơn. Nhưng vì hiện giờ chúng ta đứng ở trên cái đầu sóng, như thầy đã nói mà, mình đứng trên đầu sóng chứ đâu phải mình ở dưới chân sóng. Cho nên vì vậy mọi sự kiện đều là chúng ta biết cách xả tâm. Chúng ta là những người đang tu, những ác pháp đến thì chúng ta thấy nó bình thường, có gì đứng chúng ta. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đem lại cái sự bình an cho mình, cho người, không nói một lời nói gì hết. Bởi vì nó có nhiều cái trong tu viện hàng ngày mà thầy đứng trên đầu sóng mà thầy vượt. Các con thì bình an, tôi các con không biết đâu, nhưng mà thầy không khéo á thì một cái đổ vỡ tan tành mẹ thầy cũng không còn ở đây một chút nào. Bây giờ sao được, phải không mấy con hiểu đi. Cho nên vì vậy mấy con biết rằng trong lúc này cái sự kiện xảy ra đó là bình thường, Út nói là bình thường thôi, nhưng mà chính cái đối tượng Út để giúp chúng ta xả tâm chứ không có gì, chứ không phải là chuyện rắc rối gì cả nếu chúng ta biết. Bởi vì ở đây nó không đơn giản đâu, mà chỉ có ở đây mấy con mới tập trung được. Cái chỗ khác mấy con tập trung như thế này là nhà nước đến làm việc mấy con liền, họ không cho mình ở mà tập trung như thế này đâu, mà mở cái lớp học như thế này. Nhưng mà tu viện này thì được đó mấy con. Cho nên vì vậy mà thầy biết rất rõ, trừ ra chúng ta có giấy phép xin trung tâm an dưỡng có mở những lớp học đàng hoàng, nhà nước chấp nhận, chúng ta mới đến để ngồi tu. Còn những cái nơi khác là cái chùa người ta sinh hoạt như vậy đó, người ta có giấy phép của giáo hội đàng hoàng. Còn đây thầy không giấy phép cái gì hết à. Thầy từ nào tới giờ thầy sống mà là bao giờ nhà nước họ cũng theo dõi, thầy biết thầy là con người dài đạo đức rất tốt, không làm cái gì gì sai, cho nên chúng ta mới được an ổn như thế này. Nhưng ở chỗ khác thì không được, chính quyền chỗ khác họ không hiểu. Cho nên nó có cái những cái khó, mà ở đây nó có cái khó là tại vì của Út là cái đối tượng để giúp cho chúng ta xả tâm chứ không có gì khác, chứ không có cái gì hoàn toàn. Cho nên vì vậy những cái điều mà con thấy hỏi là do như vậy, mấy con thấy mấy con tiếp xúc của Út là mấy con bị của Út, nghĩa là làm cho mấy con động tâm thôi, để coi mấy con tu được hay không thôi. Cô nói vậy nó khác là mục đích để giúp cho mấy con xả tâm cho gì, coi thấy con mấy con yên tâm được hay không chứ không có cái gì. Cho nên mấy con cứ thấy là mình đứng trước cái sự tu tập, nếu mà không có ác pháp thì mình biết cái tâm của mình như thế nào, không? Mà mình đã biết được cái tâm của mình như thế nào, do đó thì còn cô Út cổ muốn làm cho hai cái phần ăn, mà làm sao mấy con ăn hết. Nếu mà lấy bên này mấy con lấy như thế nào, mà nếu mà không cái ngày đó mà thầy không có lệnh thì chắc chắn là mấy con phải tùy thuận rồi. Đi ra chỗ này có thực mới, đi ra chỗ kia có thực mới, như vậy tu sĩ này nó ra sao đây mấy con? Cái lớp này chỉ cần dẹp thôi chứ còn không có dài học gì được nữa. Con thấy cái hình ảnh đó là cái hình ảnh chia rẽ, là nó làm tan nát chứ đâu phải là đúng sao? Biết bao nhiêu sự kiện mà thầy đã vượt qua, cho nên thầy nói thật sự mấy con, dạy mấy con cái lớp này để đào tạo cho mấy con được đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình của người, mà cái đối tượng để không làm khổ mình của người nó hẳn ngoài trước mặt mấy con chứ không phải là đạo xã. Mà mấy con không yên tâm mà mấy con tu hành thì mấy con phụ âm, vì thầy rất là lo lắng làm sao đào tạo cho được. Không những bây giờ mà chúng ta ở đây học, mà ngày mai chúng ta còn có nhiều chỗ để mà chúng ta hướng dẫn người khác tu học. Cho nên mấy con nói nếu mà mấy con tu sai, mấy con làm sai thì mấy con chịu lấy. Mà nếu mà mấy con mà không có vững tâm mà nỗ lực tu tập để xả tâm mình
thấy trước những ác pháp khó khăn như vậy, thấy con đâm ra nghi ngờ điều này cái kia, vì chúng ta là những người tu giải thoát thì phải có ác pháp mới thấy được trong trắc nghiệm tâm mình chứ, nếu không ác pháp thì làm sao. Cho nên đến giờ này mà các con thấy thầy không bao giờ có cái sự mong muốn là tu viện này có cái nhà bếp để nó, nhưng mà cô nghĩ sao mấy con biết không, nghĩ là thầy đẩy cô ra ngoài không có cho, không phải, chính cô không nấu cơm cô mới hạnh phúc chứ, mới yên ổn chứ, còn bây giờ khuya phải dậy nấu cơm phải cực khổ chứ. Mấy con thấy điều đó chưa? Thầy đã thương em thầy, thầy muốn cho nó có những cái thì giờ rảnh rang để tu tập, nhưng mà cô có hiểu được lòng của thầy đâu, các con hiểu gì đó. Cho nên vì vậy mà cô nghĩ rằng như vậy mà cô nói ra những cái điều này để làm thấy cho mấy con thấy. Bữa hôm đó thầy thấy trước mặt thầy hết, cô xách ba cái đồ mà cô nấu để mà cô chia cho mấy con, đem ra ngoài này để ngoài này gì, cô xách vô, cô đạp đá ở trước tổ đường này cái đó, cô quăng tùm lum tà la hết, bộ thầy thấy hết chứ đâu thầy biết đâu. Nhưng mà thầy thản nhiên mấy con, bởi vì trong khi không thỏa mãn được cái lòng của người khác thì người ta phải tức giận thôi, tức giận thôi. Nhưng mình đứng trên độ sống để mình vượt lên, để giúp cho mọi người tu tập cho được, chứ không phải vì điều đó mà mình lại căng thẳng, mình lại làm cho người ta khổ đi. Thầy an ủi cũng rất nhiều, thầy rất thương em thầy, các con hiểu điều đó. Cho nên em thầy làm sao hiểu được cái lòng của một người đã tu hành xong, đã giải thoát, thầy rất thương. Thầy muốn em thầy sẽ tu tập được, thầy mong rằng ngày đó cố gắng thầy nhiếp phục, chừng nào em thầy hoàn toàn được giải thoát thầy mới là thầy tu tập. Thì nhờ em thầy từng bắt luôn, mà trong lúc chiến tranh các con biết đi một sống một chết chứ không phải là thường đâu. Ở đây mới mua những đồ dao rửa, những đồ để đi thành phố bán, chứ bán ở đây là rò rèn mà bán cho ai, phải đi thành phố sang bán đi. Mà đường thì đắp mô, trong thời chiến tranh mấy con biết đường thì đắp mô, đi mà ngày đó về được thì mới thấy bình an, còn không thì kể như tan xác. Vì vậy làm sao thầy không thương em thầy được? Từng ngày đi mua bán vậy để đem từng hộp cơm về nuôi sống thầy và mẹ thầy. Như vậy mấy con biết, thầy nói như vậy mấy con biết cái khổ cực của Út rất nhiều. Cho nên thầy tất cả những cái gì thầy giao lại cho Út hết, quyền hạn tất cả những cái đó là thầy giao Út. Nhưng thầy mong cho em thầy tu tập được như thầy để giải thoát, chứ không phải là ở chỗ cái danh lợi nhỏ mọn đó. Nhưng thầy rất là lo lắng, thương yêu mấy con. Là vì bây giờ hiện giờ mấy con cần thiết những gì mấy con cứ viết thơ nói, bởi vì tứ sự của một người tu cần thiết lắm, thiếu một cái gì mấy con làm sao đây, mấy con chạy hỏi ai đây, chỉ có hỏi thầy mà thôi. Cho nên mấy con cứ hỏi thầy, nếu thầy chưa có thì thầy sẽ lần lượt thầy xin Phật tử. Như vừa rồi có sư Duyên hỏi xin thầy cái cầm kiếm để nhờ mật hạnh thì chắc chắn là cũng hết tiền rồi. Cho nên vì vậy mà có nói cho thầy biết, và sư Duyên cũng nói thầy lấy cái kiếm cũ, thì cái kiếm cũ của lãnh sư Duyên đeo không được. Cho nên sư Duyên đến xin thầy, nói chờ thơm có Phật tử thầy xin tiền thầy cho để mà lập cái trồng kiếm. Thì sư Duyên chờ đợi lâu, bởi vì cứ làm bài mà cái kiếm của mình nhìn chữ viết không có được, cho nên mới xin thanh trí mới gửi tiền cho mặt hạnh, hai người mới chở ra ngoài làm cái kiếm. Đó là cái điều đó tốt, nhưng mà điều kiện là mấy con cần thiết gì mấy con cứ hỏi thầy lần lượt. Bây giờ không có, nhưng mà ngày mai ngày mốt thầy sẽ gặp quý Phật tử, thầy sẽ xin cho mấy con. Thầy chỉ là đại diện xin, hoặc là thầy giàu thầy xin của Út mấy con, xin của Út. Bởi vì cô Út Phật tử người ta cúng dường, người ta để trong của Út có nhiều đầy đủ những cái điều kiện cần thiết, có những cái không có nhưng mà có những cái rất là đầy đủ, không có thiếu đâu. Để thầy đến thầy xin của Út cho con, không có gì đâu. Thầy sẽ xin, không có gì. Mấy con đừng có mấy con đến mấy con xin của Út là mấy con sẽ bị đậm. Cái gì mấy con cũng đến, tại vì thì có của Út thì đỡ thầy, nhưng mà vì của Út hiện giờ đó thì cô chưa được bình tĩnh lắm đâu, chưa được bình tĩnh. Cho nên mấy con nhớ kỹ những điều đó, những gì thầy nói mấy con đừng học đi học lại, càng học đi học lại nó càng nhiều chuyện thêm, là gì con chỉ nghe mà thôi. Và đồng thời thì sự cố gắng mấy con để mấy con vượt qua, mấy con đứng trên đoạn sống chứ đừng đứng ở dưới chân sống mấy con. Mấy con đứng dưới chân sống là bị phủ dọc đất. Nghĩa là thầy mong rằng một năm sau lớp này được tốt nghiệp ra thì thầy rất yên tâm. Thầy và hướng dẫn mấy con được giải thoát xong hoàn toàn thì thầy yên. Còn đang ở trên đây thì thầy rất lo hàng ngày, hàng giờ, hàng phút nữa. Thầy sợ những cái đợt sóng thần mà nó phủ dọc thì nó khôn lôi mấy con đi tứ tung bên tàn hết, nó không còn sống sót ở đây đâu. Rất là khó chứ không phải dễ. Thầy chỉ ngại sống nhỏ thì thôi, mà tới sống thần thì nguy hiểm lắm đó mấy con. Nó có một sự kiện gì xảy ra bất đắc mà
gây ra ám mạng hoặc gì đó là những đợt sóng thần. Dù chúng ta đứng trên đầu sóng nhưng vẫn có những cái điều không hay cho chúng ta đâu. Mấy con phải biết, cho nên chúng ta phải biết xả tâm, phải biết nhẹ nhàng, phải biết mềm mỏng, phải biết tùy thuận nhẫn nhục tất cả mọi sự kiện để chúng ta vượt qua, để lớp học chúng ta thành tựu được. Thầy tin rằng sự học của chúng ta sẽ đem lại kết quả rất lớn nếu được sự bình an. Còn nếu không được sự bình an một lần, thầy phải bỏ. Thì những cái lớp học mà không được thành hình, mà cuối cùng để dẹp bỏ, thì thế gian này con người không có phước, không có phước. Bởi vì mấy con biết rằng những cái lớp học mà thầy dạy như thế này rất là thực tế, cụ thể, không còn phải có một cái hướng nào khác hơn để mà giải thoát. Thầy nói trên đời này không có một cái phương pháp nào giải thoát như đạo Phật. Bởi vì Bát Chánh Đạo là chân lý, là một sự thật, mà giải như thầy là sự thật. Còn từ xưa đến giờ người ta giải với con đều là không sự thật, ngồi trong ảo tưởng, không có sự thật. Giải cho mấy con hiểu, để mấy con xả tâm, là đem lại sự giải thoát cho mấy con sống đạo đức, không làm khổ mình, không được, là giải thoát thật sự của đạo chân lý. Còn giải những người khác, giải chúng ta hít thở tập trung bằng cách này bằng cách khác để ngồi thiền nhập định là mơ hồ. Điều này đã giết chết thầy 10 năm trời rồi, thầy biết rất rõ, uổng phí sức này, chẳng giải thoát gì được. Cho nên hôm nay thầy triển khai cái phương pháp của Phật để làm cho mấy con được giải thoát. Thầy tin rằng nếu một năm, trong 2 năm lớp học chúng ta hoàn tất được con đường. Trong một năm mà người nào có đẳng cấp, người đó sẽ chứng đạt được. Thầy tin rằng mấy con sẽ đứng bên bờ bên kia hết, không có người nào mà còn đứng bên bờ bên kia. Tin điều đó lắm, thầy rất tin tưởng điều đó. Tại sao? Thầy biết con đường chánh pháp của Phật giúp con người thật sự phải giải thoát, không còn nói mơ hồ được nữa, không còn có cái trừu tượng được nữa ở trong cái sự tu tập của đạo Phật nữa. Bởi vì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ là con đường thật sự giải thoát của chúng ta, làm chúng ta có những cái nhìn, cái hiểu biết sâu sắc, làm chúng ta không bị động tâm trước ác pháp của nhân quả. Thì như vậy không phải giải thoát còn gì nữa, các con hiểu. Cho nên cái lớp học của chúng ta là lớp học sẽ được giải thoát hoàn toàn, nhưng chúng ta đang đứng trên đầu sóng, phải mạnh dạn, phải can đảm, phải cương quyết để chúng ta vượt qua. Đó là những điều con chỉ nghe một góc độ nhỏ mà thôi. Đó là cái sự tâm sự rất đáng thương của cô, vì cô không làm được cái điều mà cô muốn, cho nên cô rất khổ tâm. Đứng trước cảnh này chúng ta thương cô nhiều lắm, chứ không phải chúng ta ghét cô đâu. Về phần tỏi thì thầy đã trả lời rồi. Đó thì mấy con biết rằng hiện giờ chúng ta tu tập là chúng ta nỗ lực để được. Người ta rất thương cô nhé, mọi người người ta rất thương cô, rất khổ cực lắm. Từng có cái nhà, từng cái chuyện này chuyện kia, cô gánh vác hết mọi thứ, cô làm hết mọi thứ. Nếu mà đặt thành vấn đề mà thầy vừa làm cái này vừa làm cái kia mà không có cổ phụ thì chắc chắn thầy cũng làm chia cả nổi. Cái thất nào, cái người nào đến, cô sắp xếp, rồi cô đem thao, đem chậu, đem ca, đem này kia, rồi người khách đến, cô lo cơm, lo nước, cô lo toàn bộ. Cho nên ai cũng mới cô Út hết, chứ không phải là cái người nào cũng mới. Nhưng đối với thầy thì cô không có có những cái điều mà cô không có làm theo ý muốn của cô được. Ví dụ như vừa rồi có Phật tử cúng dường vậy thì cô làm thêm cơm canh, làm như kia hai phần tu sĩ, một phần này của thầy, phần nghĩa của cô. Mà cô làm như vậy cho nên thầy không chấp nhận, cho nên cô có sự bực tức, cho nên cô nói vậy thôi. Tại vì cô không làm đúng, thầy không làm đúng theo ý cô, cho nên vì vậy mà cô nói vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà thầy thấy cô cũng dễ chứ không có khó gì, khi mà thầy bảo vậy lần lượt thì cô cũng nghe theo chứ không phải là khó gì cả nữa. Sự thật ra thì mình khéo léo thì mọi chuyện đều vượt qua hết. Ở đây các con là những người thân tình trong một cái lớp học của thầy, các con là con của thầy, mọi chuyện chúng ta phải hiểu rõ ràng, chứ chúng ta không có che giấu một cái gì cả. Chúng ta thương nhau, chúng ta giúp đỡ nhau. Thương thầy thì giúp đỡ thầy, thương cô Út thì giúp đỡ cô Út. Chúng ta ở đây đoàn kết chứ chúng ta không có chia rẽ. Thầy khuyên mấy con đừng có chia rẽ, đừng thấy thầy và cô Út trong cái hoàn cảnh như thế này mà gọi là thầy khác cô Út, không có đâu. Thầy và cô Út sẽ hợp tác nhau làm việc chặt chẽ. Bằng chứng mấy con thấy cô Út làm mọi chuyện và thầy làm mọi chuyện, chia sẻ nhau làm chứ chưa có bao giờ chia rẽ. Nhưng có những cái sự kiện xảy ra
để mà chúng ta biết cách chúng ta trả tâm mà thôi. Xảy ra nhưng mà không khéo chúng ta lại chấp hành của ông với thầy có hai người khác, người dạy người khác, không phải. Mấy con thấy chuyện vừa xảy ra rồi thì thấy vẫn đoàn kết, vẫn làm công việc chứ không có thấy người nào bỏ công việc. Vừa rồi thì có thấy như là bị tắc rồi, chuyện xảy ra thì gần như là các con thấy là bị tắc, nhưng mà rồi cuối cùng là không có bế tắc gì hết, hoàn toàn giải quyết rất là hiên, không có chuyện gì mà xảy ra. Cho nên mấy con thấy ở đây rất hay, vì chúng ta là những người tu giải thoát, cho nên chúng ta biết cách xả tâm, biết cách ổn định, biết cách làm cho nó bình an trở lại, không để cho nó có cái gì mà đau khổ. Cho nên ở đây cái gì mà cần thiết thì thầy nói với thầy là cố gắng hỏi thầy hơn là hỏi của Út. Rồi bắt đầu từ đó về sau thầy sẽ xin của Út cho mấy con, cái gì mà Út có thì xin hết cho mấy con được, không có gì. Thầy chỉ nói Út sẽ gửi cho hết, xà bông hay này kia. Nhiều khi thầy thấy mấy con đến nhà bếp thầy rất ngại, tại sao? Tại vì ở nơi đó có phụ nữ, mà mình là trai, mình là người nam mà mình đến phụ nữ. Nhưng mà thầy đến đó không sao, ai không nói, ai mà nói thầy thì không bao giờ người ta tin đâu mấy con. Người ta nói thầy là ghe cô này chồng cô kia, hoàn toàn không ai tin điều đó cả. Người ta đầu tiên thì người ta cũng có nghi ngờ, nhưng mà sau đó người ta biết rất rõ, người ta đâu có nghi ngờ. Đối với thầy thì không ai nghi ngờ đâu được, thầy biết điều đó. Còn mấy con mà đến nhà bếp gặp phụ nữ này kia đồ, thầy rất ngại. Nếu có điều gì, nếu có một cái gì đó người ta nói thì mọi người người ta tin ngay ông thầy đó bậy bạ quá. Mấy con hiểu điều đó, nó rất sai, rất là nguy. Người ta nói họ cái ông đó sẽ có tình cảm với cô kia, nói chuyện với cô kia hoài đó. Còn riêng thầy thì chẳng sợ gì, bởi vì thầy là thầy của các con, bên nữ cũng vậy, bên nam cũng vậy, thầy chẳng sợ ai nói gì hết. Thầy đúng là đúng mà sai là sai. Cho nên thầy đâu phải là thầy tu hành như vậy mà thầy không mang tiếng đâu mấy con. Người ta nói thầy nhiều lắm, nhưng mà từ cái thời gian sẽ trả lời họ thầy là người xấu hay là người tốt. Điều đó thầy không có, thầy không có lo cái vấn đề họ nói thầy. Ngày xưa Đức Phật cũng chịu biết bao nhiêu là sự quan ức. Người ta khai Đức Phật có thai rồi, phải không mấy con thấy không? Người ta nói Đức Phật giết cái người phụ nữ đó chôn ấy. Các con thấy trong thời Đức Phật không? Mà ai làm được Phật mấy con? Đức Phật là người tu như vậy rồi, làm sao mà có những điều đó? Lần lượt thì nó phải dán ra chứ. Cái thời gian đầu tiên chắc chắn là cũng động lắm đó mấy con, chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà sau đó thì người ta thấy ai như thế nào rất rõ ràng. Thầy cũng vậy, đầu tiên thì dao động thiên hạ hết đó, nhưng mà sau cùng có gì đâu. Mà thầy cố gắng phải đào tạo cho được những người tu, những đường tu cho được. Ngày xưa Đức Phật nhờ các đệ tử của mình đã tu chính quả là như ông Xá Lợi Phất một chuyện đấy, tất cả những cái điều này. Cho nên vì vậy mà ai nói gì thì nó có cái điều kiện bảo vệ được. Còn thầy bây giờ chỉ có đức hạnh của thầy bảo vệ thầy thôi, chứ không ai bảo vệ thầy được. Cho nên ở đây thật sự ra cô Út là em thầy có nhiều cái, bởi vì mỗi người đều có một cái tư tưởng mà nhưng mà những cái điều kiện mà cô Út muốn mà cô Út làm thầy theo thầy thì cái gì đúng thì thầy chấp nhận hết, nhưng mà cái gì sai thì thầy âm thầm, chứ thầy không có rầy la mà thầy khuyên lên. Như cái vấn đề mà thầy thấy bây giờ chia rẽ rồi có hai nhóm, nhóm phải cắt thực cái này, nhóm cắt thực cái, hoặc là lấy thêm đồ ăn, thầy có khuyên cô coi chừng coi bữa nào nhiều quá thì con nên đem ít bánh trái, còn bữa nào mà con thấy ít con thấy đem thêm thì quý thầy. Thì bởi vì Phật tử cúng dường mình không để mình ăn cho hết được thì mình phải đem lại cho quý thầy, nhưng mà làm sao nó chi dường thì cô cũng làm đúng cả chứ đâu có sao đâu. Các con thấy cô Út vẫn nghe lời thầy chứ đâu phải không đâu. Rồi cái vấn đề mà vừa rồi thì mấy con thấy cái vấn đề mà mấy con hỏi mà không cất thực này kia, có phải thầy cấm con nói đúng, nói thầy không có cho, thầy cho đi cất thực một chỗ thôi. Thì cổ nói gì nói, bởi vì đó là cổ muốn như vậy mà bây giờ nghe được thầy thì cổ bây giờ cổ cũng nghe lời thầy chứ. Mà sự thật ra thì bây giờ cổ còn giữ vị trí là những người khách mà họ đến lai giảng, họ thăm tu viện thì cổ lo cơm nước, thì cổ xin cái phần đó. Ví dụ như bây giờ Út đến em ở đây coi như Út là khách lai giảng thì cổ lo cái phần cơm nước cho Út, chứ không phải là để cho cô Liên Châu lo cơm nước cho Út. Thì thầy thấy cái lý của cổ đúng, thầy cũng chấp nhận chứ đâu phải là không. Nhưng mà thầy khuyên cổ nếu mà sau này có đủ điều kiện á, Phật tử đừng có lo, đừng có nhận lãnh cái đồ mà cúng dường vô đây nữa. Nghĩa là bây giờ khi mà người ta cúng dường cho mình từ chối đi, mình từ chối mà cúng dường gạo hoặc là đồ ăn hoặc là tương trao gì đủ thứ đồ của họ đem lên, xin từ chối. Hôm nay chùa
đã có người cúng dường thực phẩm cho quý thầy rồi, xin Phật tử hãy đem cúng dường cho chùa nào người ta đang thiếu, ở đây đã có thực phẩm rồi. Thứ nhất là thầy khuyên bố mà, thứ nhất là thì con từ chối thì đừng có nhận, rồi họ kéo mà cho chùa khác, mai mốt họ không đến đây họ cho mình nữa đâu, vì mình đã có Phật tử cúng dường để tập trung vào cái sự cúng dường đó. Thì thứ nhất là con sẽ được rảnh ra, con khỏi cần thức khuya dậy sớm, mà những buổi thức khuya dậy sớm con sẽ giữ tâm mình thanh thản, ăn lạc vô sự, tu tập tốt hơn thì nó lại tốt. Chứ bây giờ thức khuya dậy sớm, ví dụ như 3 giờ 2 giờ thức dậy rồi lo nấu nướng, rồi lo nấu cơm, mặc dù là một cái bữa cơm 5-3 người nhưng mình vẫn mất công chứ đâu phải không. Cho nên thầy khuyên lần lượt rồi thầy biết em, thầy sẽ nghe lời nghe lời chứ không. Thầy sẽ là một cái người lãnh đạo với một cái lòng thương yêu chân thật. Thầy thương em thầy lắm, em thầy rất khổ đau, cuộc đời không có chồng con lại là cô đơn, cho nên chỉ còn vài thầy, cho nên vì vậy cổ rất sợ thầy đi, nghĩa là thầy mà đi thầy không ở đây cổ rất sợ, bởi vì chỉ có thầy là nguồn an ủi cho cổ mà thôi, mà thầy đi thì cổ rất sợ. Thầy biết cái điều đó mà biết không, cho nên cổ không có, cổ nghe lời thầy là cổ sợ thầy đi thôi, nhưng mà thầy biết cái chỗ, thầy biết cái dụng đó, cho nên thầy giúp đỡ cho cổ, thì an ủi cổ để lần lượt cổ sẽ được rảnh ra và cổ sẽ tu tập, bởi vì tuổi cổ cũng lớn lắm rồi, nếu không kịp thực hiện trong giai đoạn này thì không ai cứu cổ, và những điều mà cổ làm có những cái nhân nó không tốt thì cổ sẽ lọt thọ lại những cái quả đó, dù thầy là cái người tu chứng thầy cũng không đỡ cổ được, bởi vì không thể cứu cổ, cho nên cổ phải thọ lấy. Vì vậy bây giờ là những lúc mà thầy cố gắng làm sao cho cổ, hướng dẫn cho cổ để cổ thực hiện con đường tu để cổ được giải thoát hoàn toàn. Vì công ơn cổ đối với quý thầy, đối với Phật, cổ có nhiều công ơn lắm. Ở đây mà được yên ổn như thế này thì các con biết từ giấy tờ liên hệ với nhà nước bằng cách nào khác cũng đều một tay cổ giao cho cổ hết, toàn bộ cổ rất cực khổ. Vì vậy mà cái công ơn cổ rất lớn, nhưng đó là cái phước hữu lậu chứ chưa phải vô lậu, cho nên thầy mong rằng em thầy sẽ tu tập được vô lậu nhờ cái phước hữu lậu đó, và nhờ cái sự mà thương yêu của thầy sẽ giúp đỡ cổ sẽ được hoàn toàn tốt trước ngày cổ ra đi. Đó là cái ước quyền của thầy để đền đáp những cái công ơn của cổ giúp đỡ thầy trong những ngày mà thầy về đấy tu tập. Còn một phần sau cùng rất quan trọng, xin thầy giúp đỡ cho con, nếu không chắc chắn có ngày con cũng bị loại ra khỏi lớp. Có một hôm con đi khất thực, ngang qua giảng đường con nghe thầy dạy bên ni là nếu thân nó ngủ phi thờ thì sách roi mà đến trình thầy và tự mình định cho cái lỗi này là bao nhiêu roi, rồi cuối trước giảng đường thầy đánh cho nó tở, vân vân. Đối với thân con có nói trước với nó là nếu mà ngủ phi thờ thì ta sẽ sách roi đánh trình thầy và xin thầy đánh cho 5 roi, lần 2 là 10 roi cho tở, nếu không nói thân không chịu nghe, xin thầy giúp đỡ, thương con phải cho roi giọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Hôm nay sau khi con tu tập đến 4 giờ con thấy con đã hết hôn trầm, thùy miên rất tỉnh. Đến giờ tu tập định vô lậu thì trong bụng con hơi đau, con nằm nghỉ khoảng vài phút đợi cho bớt đau rồi tiếp tục tu tập, vì suốt 2 giờ con đi tới đi lui không có ngồi nghỉ. Nào ngờ đâu nó lặn ngủ mất hết 20 phút, con không hay đến khi tỉnh dậy mới biết mình đã ở trong chim bao là ngủ phi thờ hết 20 phút. Nay con có chuẩn bị rằng một cây roi trước giảng đường, con xin thầy thẳng tay đánh thật mạnh 5 roi để cho nó tởn, từ nay trở về sau không còn ngủ phi thời nữa. Nếu thầy không giúp con thì con cúi nói cái thân của con nó không có chịu nghe, rồi đây nó cứ tiếp tục ngủ phi thời tu tập không đến nơi, mất công thầy dạy, và con xin thầy thực hiện phương pháp này như lời thầy dạy với cô dạy, định cái lỗi này bao nhiêu roi, rồi cúi trước giảng đường thầy đánh, đừng có sợ và chiều nó. Tu hành phải mạnh dạn lên, một là chết, hai là chứng đạo, pháp bất dị thân. Thực thật ra con hiểu cái lời nói của thầy là cái lời nói hăm dọa cái tâm, chứ không phải đánh thật.
nói cho nó sợ chứ không phải đánh đâu, là con biết. Nhưng mà ở đây nó không phải là áp dụng vào cái điều đó đâu. Chính vì cái trạng thái mà đau bụng, con mới nghĩ, con cũng biết rằng đau như vậy là nằm nghỉ một chút thì nó sẽ hết đau. Nó nhờ con nằm xuống nó hết đau mới nó ngủ, mà nó ngủ nó mới hết đau chứ còn ở thức chắc nó cũng còn đau. Cho nên vì vậy đó, thì theo thầy nghĩ cái sự tu tập của chúng ta đã biết cảnh giác rồi, biết cảnh giác trên cái mọi sự kiện nó sẽ sắp sửa xảy ra cho cái bước hôn trầm tùy niên, nhưng mà giữ gìn giờ giấc nghiêm chỉnh, giữ gìn giờ giấc nghiêm chỉnh trong cái thời gian tu, thay vì phải bị đòn thì đó là cái hình phạt, nhưng mà cái lời nói thôi chứ đánh đập mấy con làm gì. Mỗi lần mà một cái roi mà quất vào thân mấy con lăn lộn một cái là thầy cũng chịu không có nổi đâu, không như là đánh thầy. Cho nên vì vậy mà thầy nói là nói để hăm dọa thôi, chứ nhưng cái phải tu tập cho đúng pháp. Chứ xưa thầy thấy Đức Phật đâu có đánh đệ tử của mình bao giờ, mà bây giờ thầy lại đánh đệ tử thầy thì tội, mà ngủ phi thời thì đánh thầy cũng phải đó, phạm giới. Nhưng không phải vậy, mà chúng ta phải hiểu đó là cái lời răn đối với cái tâm của mình thôi, mà ráng để nỗ lực tu tập. Thầy cũng nghĩ rằng lần lượt những cái bệnh mà con đã hết rồi đó, thì lúc bây giờ đó thì con không có sợ nữa, nhưng cũng cảnh giác khi mà bị đau như vậy đó thì mình cũng cảnh giác đừng nằm lại, bởi vì nằm nó dễ thiếp lắm hay không. Cho nên bây giờ đó cũng đau như vậy đó thì con cố gắng con vượt qua cơn đau, con ngồi con nhắc, con ngồi chứ con đừng có nằm, mà ngồi thôi, ngồi mà nhắc họ là vô thường, cái đau này tao không sợ đâu, mày hãy đi đi chứ ở đây tao không sợ, con cứ ngồi rồi con sẽ xả được cái tâm của mình, hiểu chưa? Như vậy mới được, chứ còn không khéo thì không được, không khéo thì không có được mấy con. Cho nên cảnh giác lắm đó, còn không á thì mình cũng vừa đi kinh hành cũng vừa đáp ý họ là vô thường, biết rằng mình đi là nó bị đậm nhiều, nó phải đau, thì do đó thì mình đáp ý không sợ đó, để cho hết giờ, bây giờ hết giờ tu rồi thì con có thể nằm ngủ được, không có gì, không có phi thời, bởi vì cái giờ đặt qua thời khóa con đã đặt rồi mà. Còn trong giờ tu thì không được phi thờ cái lỗi. Còn hết giờ rồi thì có mặc tình. Bây giờ thí dụ như con tu đến 5 giờ bắt đầu bây giờ nó có đau bụng hoặc là không đau thì con có thể nằm ngủ cũng ai rầy con hết đó. Nhưng mà phải đúng giờ, thời gian mình quy định đúng giờ. Cho nên cái thân của con á, nó trong cái lúc mà nó bị bệnh như vậy, bệnh là một điều khó tu mà, cho nên cái giờ giấc của con có thể lui lại để cho mình thực hiện cho đúng cái giờ giấc của nó, thì như vậy thì con mới có thể tu tập được. Con nhớ chưa? Chứ còn bắt thầy đánh thì cúi xuống đây đi, thầy đập cho một hơi cho nó. Nhưng mà sự thật là nói thì nói chứ không đánh đâu. Không nhớ, con về hâm dạ nói, thầy nói chứ thầy đánh thiệt á, chứ không phải là thầy không đánh thiệt đâu. Thầy thương là thầy tha bây giờ, chứ mai mốt mày mà còn ngủ nữa, mày không cảnh giác, mà nghe đau bụng mày nằm đó là mày coi chừng, ăn 10 cây, 20 cây chứ không phải một cây đâu. Và thầy bắt quỳ hương, từ một cây nương, hai cây hương, 1 giờ, 2 giờ đồng hồ đó, thì con hãy dọa nó đi. Rồi hôm nào đó thì con thấy cái con bị hôn trầm thì miên nữa, con đến tổ đường này con quỳ hương ở đây thầy, để cái đồng hồ đó coi 1 giờ, quỳ cho 1 giờ nó cho nó rụng rời hai cái chân con, quỳ cho thẳng á, chứ không phải quỳ kiểu ngộ bẹp á, không được đâu, quỳ cho thẳng chân lên, tự mình phạt nó vậy đó cho nó ớn. Chứ mà bắt thầy đánh chắc là thầy đánh không nổi. Thầy mà đánh con chắc thầy đánh không nổi. Cho nên vì vậy đó thì con sẽ phạt nó như vậy thôi, nhưng mà nói chứ con phạt nó ít ít thôi, chứ đừng phạt tới 1 giờ đồng hồ thì coi chừng nó đi hết nổi hết, nó lượt lượt gân luôn. Tốt hơn con quỳ chừng khoảng 10 phút thôi, tao phạt lý cảnh cáo đó, 10 phút mày phạt cho đứng thẳng đàng hoàng thì con đến đây con phạt nó vậy đó. Mai mốt là chưa cái tật mà ngủ phi thời thì con sẽ phạt quỳ hương trước cái tượng Phật này. Mày thấy Đức Phật có ốm nhôm nhắc đó, còn mày còn ham ăn ham ngủ cho nên hở chút là ngủ, hở chút là ngủ, nó mày nhìn cái tượng Phật đó, ông vô nó nhát vậy đó, mày bây giờ cũng mập lắm đó chứ không phải đâu. Cho nên bắt nó quỳ đây đi, không các con nhớ không, nhớ điều đó đi thì mấy con sẽ chiến thắng được giặc hôn trầm. Nó khó lắm mấy con, nhưng mà lần lượt thầy sẽ dạy chánh niệm tỉnh thức để cho mấy con sẽ phá được. Do những cái điều kiện mà thầy nhắc nhở nãy giờ đó thì mấy con hiểu rằng trong tu viện của thầy lúc nào thầy cũng là cái người cố gắng để mà hàng lại những cái điều kiện tốt đẹp hơn để cho thầy và cô Út đoàn kết nhau mà xây dựng. Và lần lượt thầy tin rằng duyên Phật pháp đúng thì
thì em thầy trở thành một người rất tốt và trọn vẹn đầy đủ, không có còn thiếu sót một phần nào hết cả đâu. Bởi vì qua cái tâm mà của cô Uống thì cổ cũng ý muốn làm tốt về cái phần của mình, muốn tự mình để lo lắng đời sống cho tu sĩ nữa. Cái tâm của tổ cổ rất tốt, cổ muốn cổ lo hết, cổ không muốn, nhưng mà vì thầy muốn biến dần cái tu viện của mình nó trở thành cái đời sống của Đức Phật ngày xưa, cho nên cái duyên nó đến thì gặp mấy cô đó, thầy mới nói về vấn đề mà khất thực thầy đã không muốn như vậy. Thì mấy cô nói bây giờ mấy cô sẽ cất một cái nhà bếp ở xa hoài, mấy cô sẽ nấu cơm không ở trong tu viện nữa, mua đất cất nhà. Thầy nói vậy tốn hao lắm, cất cái nhà rồi mua đất nó tốn nhiều quá cũng được, đây là một cái sự thật mà. Cho nên vì vậy mà mấy cổ mới lên trên này mới đặt cơm và thì con trai họ đem về cho mình. Thầy rất mừng là điều, nhưng mà lại là cô Út là cổ muốn bản thân của cổ để chăm sóc lo lắng quý thầy, cái ý của cô Út là như vậy đó chứ không phải gì. Cho nên vì vậy mà làm sai á, là cặp ý cổ là cổ buồn, cho nên cổ mới làm như vậy chứ không phải là gì. Cho nên thầy rất hiểu được cái tâm trạng tốt của cô Út, chứ không phải không cổ muốn làm sao tự tay của cổ lo lắng cho mấy con như là người mẹ mà lo lắng cho con, cách thức của cô Út. Cho nên vì vậy mà hơi làm trái ý cổ, cho nên cổ đưa con một sắp giấy về quán đi được rồi, tại vì nghe lời thầy thì cứ nghe lời thầy luôn, ý vậy. Nhưng mà không phải đâu, cô Út là một cánh tay mặt của thầy làm tất cả những công việc mà hoàn toàn để hoàn thành được cái tu viện, là một cánh tay của thầy chứ không phải là gì đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con nghĩ rằng không có cái điều mà có thể chia rẽ được thầy với cô Út đó, nhưng mà điều kiện là phải cố gắng để cho nó được bình an thật sự, chứ không khéo nó có thể xảy đến những cái điều rất là nguy hiểm chứ không phải là không nguy hiểm. Nếu mà không khéo, nếu một người mà thầy nói rằng nếu một người mà không tu được cái tâm bất động như thầy á, thì sự kiện nó xảy ra không biết là bao nhiêu. Nếu một cái người ở ngoài đời thì cái tu viện chúng ta không có yên được, bởi vì cái tâm của mình mà nó còn đời á thì nó dễ sân dễ tức lắm, ai cũng cho là mình đúng, cho ai cho mình sai, nói anh gì vậy, cho nên nó đổ dở tan nát thôi. Còn đối với thầy thì nó như nước, cho nên vì vậy mà mỗi cái gì mà xảy ra rồi thì nó dường như nhiều khi mấy con thấy nó có cái gì trong đó nhưng mà chưa biết, có phải không? Nhờ cái thiện xảo khéo léo của thầy, nhờ cái lòng thương yêu thật sự của thầy mà nó vượt quá. Cho nên thầy nói thầy đứng trên đầu sóng, và mấy con có nghe sóng gió chân như cái bài thầy biết không? Mà thầy nêu ông Phú Long Na, mấy con thấy chưa? Mấy con hiểu cái lòng thương ở chỗ đó, đó mà nó vượt qua những cái ác pháp ghê gớm đó. Bởi vì ác pháp này của ai mấy con biết không? Của tất cả các con, của tất cả chúng sanh mấy con. Các con biết. Nếu mà chúng sanh mà không có ác pháp á, thì tu viện chúng ta bình an vô cùng. Vì ác pháp đó mà thầy là người phải gánh vác. Muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người thì phải gánh vác sự đau khổ của mọi người, phải gánh vác ác pháp của mọi người chứ. Cho nên nó đâu phải thường đâu mấy con. Mà bao nhiêu người để đem lại cái nền đạo đức cho mọi người được hưởng hạnh phúc đó thì thầy phải gánh vác chứ sao. Gánh vác ghê gớm lắm. Nếu không mấy con thấy cái sự gánh vác của thầy nhiều lắm chứ không phải là. Đó thì hôm nay bây giờ đến giờ phút này rồi. Bây giờ mấy giờ rồi mấy con?